Đã sang chương trình đón chung kết Đảo Nam Hội Thao khu vực 2. Không chờ từ đó.
Vâng, thưa quý vị, như vậy chúng ta đã vừa kết thúc trận đấu chung kết hội thao khu vực 2 bộ môn bóng đá nam. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ đến với phần lễ trao giải các giải thưởng của bộ môn bóng đá. Chúng tôi xin mời các đội bóng.